Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26 tháng 2 đã ký sắc lệnh tổ chức lại cơ cấu quân đội nước này. Theo đài RT, sắc lệnh của Tổng thống Putin tái lập các quân khu Moscow và Leningrad không còn tồn tại từ lâu, cũng như đưa 4 khu vực mà Nga đơn phương sáp nhập của Ukraine vào quân khu phía Nam. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26 tháng 2 ký sắc lệnh tái cơ cấu quân đội nước này, trong đó tái lập các quân khu Moscow và Leningrad vốn đã bị giải thể từ lâu. Sắc lệnh đưa 4 vùng sáp nhập từ Ukraine, Kherson, Zaporizhia, Lugan, Donetsk vào quân khu phía Nam của Nga. Nga sáp nhập các vùng trên vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi tại những vùng đó. Đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này. Ukraine và phương Tây cũng không công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với Kherson, Zaporizhia, Lugan, Donetsk. Kiev nêu rõ, một trong những điều kiện tiên quyết để nối lại hòa đàm là Nga phải rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine, khôi phục đường biên giới Ukraine được quốc tế công nhận năm 1991, trong đó có bán đảo Crimea. Theo RT, sắc lệnh bãi bỏ quân khu phía Tây và Bộ Tư lệnh Chiến lược Chung Hạm đội phương Bắc, thường được gọi là quân khu phía Bắc, thay vào đó thành lập quân khu Leningrad và quân khu Moscow. Quân khu phía Tây có trụ sở chính tại Saint Petersburg, được thành lập vào năm 2010. Quân khu phía Bắc được tách ra vào năm 2014. Quân khu Leningrad hiện sẽ bao gồm Cộng hòa Karelia, Cộng hòa Komi, các vùng Arkhangelsk, Volgoda, Kaliningrad, Leningrad, Murmansk, Novgorod và Pskov, thành phố Saint Petersburg và khu tự trị Yamalo-Nenets. Quân khu Moscow sẽ bao gồm các vùng Belgorod, Bryansk, Vladimir, Voronezh, Ivanovo, Kaluga, Kostroma, Kursk, Libet, Moscow, Nizhny Novgorod, Oriol, Niazan, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Yaroslav và thành phố Moscow. Đài RT cho rằng nhu cầu tái lập các quân khu Moscow và Leningrad được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2022. Vào cuối năm ngoái, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tuyên bố việc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống tại các khu vực mới sáp nhập ở Ukraine là hoàn toàn khả thi. Khả năng tổ chức bầu cử tổng thống ở các vùng Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugan đã được các đại diện của Ủy ban Bầu cử Trung ương, Bộ Quốc phòng, Cơ quan An ninh Liên bang FSB và Cơ quan An ninh Liên bang Nga cũng như chính quyền 4 khu vực này đánh giá. Trong một tuyên bố, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho hay tất cả các bên tham gia đánh giá đều cho rằng có thể tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trên các vùng lãnh thổ mới sáp nhập này. 4 vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugan đã sáp nhập vào Nga vào mùa thu năm 2022 sau khi người dân địa phương bỏ phiếu ủng hộ áp đảo tại các cuộc trưng cầu dân ý. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, các vùng lãnh thổ mới đã được đặt trong tình trạng thiết quân luật. Theo luật pháp Nga, việc tổ chức bầu cử bị đình chỉ ở các khu vực được đặt trong tình trạng thiết quân luật, tuy nhiên Ủy ban Bầu cử Trung ương có thể cho phép tổ chức bầu cử nếu thấy điều đó là khả thi. Các khu vực này hiện chỉ nằm dưới sự kiểm soát một phần của Nga, chỉ có lãnh thổ Lugan là gần như do Moscow kiểm soát hoàn toàn. Lực lượng của Kiev vẫn đang kiểm soát một phần lớn lãnh thổ Donetsk cũng như Zaporizhia và Kherson. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine phản đối việc Moscow tổ chức bầu cử tổng thống tại 4 vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng thông báo thêm rằng bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào được tổ chức tại 4 vùng trên đều vô hiệu. Bộ này tuyên bố bất kỳ quan sát viên quốc tế nào tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống Nga đều phải đối mặt với trách nhiệm hình sự tương ứng. Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng kiên quyết lên án ý định tổ chức bầu cử tổng thống của Nga tại các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân có liên quan cuộc bầu cử này. Nga thông báo trong kỳ bầu cử tới, người dân tại 4 vùng trên đều có quyền đi bầu. Trong thông điệp video chúc mừng ngày các lực lượng tác chiến đặc biệt ở Nga 27 tháng 2 đăng trên Telegram, Tổng thống Putin đã hứa tăng cường khả năng cơ động và tấn công của các lực lượng tác chiến đặc biệt Nga, đồng thời cho biết làm cho quân đội mạnh hơn là ưu tiên hàng đầu, trang bị cho họ những vũ khí và thiết bị thế hệ mới. Ông Putin nhấn mạnh rằng đây là một trong những ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển lâu dài của lục quân và hải quân. Lực lượng tác chiến đặc biệt là lực lượng luôn sẵn sàng chiến đấu ở cấp chiến lược, được lập ra để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và làm một phần của các lực lượng vũ trang Nga. Họ dũng cảm và dứt khoát tại những khu vực nguy hiểm nhất của kế hoạch quân sự và họ đã chứng tỏ được sự sẵn sàng bảo vệ các lợi ích của đất nước ở bất cứ đâu trên toàn cầu. Các lực lượng đặc biệt đã tham gia vào các chiến dịch của Nga ở Syria trong suốt một thập kỷ qua, đặc biệt trong kế hoạch quân sự tại Ukraine kể từ năm 2022. Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn tới những chiến sĩ đã tham gia vào các kế hoạch quân sự trong một video được đăng tải trên trang Telegram của Điện Kremlin rằng trong các khu vực nguy hiểm nhất, trên tiền tuyến, sâu trong hàng ngũ của quân địch hay trong các cuộc đột kích và tấn công nhanh, các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách táo bạo và quyết đoán. Nga đã kỷ niệm ngày của lực lượng tác chiến đặc biệt vào ngày 27 tháng 2 kể từ năm 2015, thời điểm Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố kỷ niệm 1 năm ngày lực lượng Nga kiểm soát các tòa nhà công quyền ở bán đảo Crimea và tiến hành sáp nhập vào nước này. Trong một diễn biến khác, Nga đã phát triển Stupor, một hệ thống toàn diện chống máy bay không người lái, có khả năng phát hiện và ngăn chặn UAV theo nhiều cách cùng một lúc. Chống máy bay không người lái UAV bao gồm sự kết hợp của các biện pháp công nghệ, vật lý và chiến lược, trong đó có cả việc sử dụng các hệ thống chống UAV như thiết bị gây nhiễu tần số vô tuyến hoặc thiết bị giả mạo tín hiệu vệ tinh để làm gián đoạn hoạt động liên lạc và điều khiển UAV. Sputnik dẫn lời ông Vladislav Kustarev, giám đốc công ty phát triển LLC Stupor, cho biết Nga đã tạo ra một hệ thống toàn diện chống máy bay không người lái, có khả năng phát hiện và ngăn chặn UAV theo nhiều cách cùng một lúc. Ông Kustarev cho hay, tính đến yêu cầu cơ bản của các chuyên gia của lực lượng vệ binh quốc gia Nga, Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan của Nga, chúng tôi đã phát triển hệ thống Stupor dựa trên các hệ thống phát triển cảnh báo bổ sung, chẳng hạn như trạm radar, máy quét tần số vô tuyến, trạm phát hiện UAV bằng quang học và thiết bị đối phó UAV. Ông Kustarev giải thích rằng các nhà phát triển Stupor đã kết hợp các thiết bị hoạt động theo các nguyên tắc khác nhau vào hệ thống này với sự hỗ trợ từ phần mềm của riêng họ, giúp đạt được độ tin cậy cao hơn và giảm thiểu cảnh báo sai. Đồng thời lưu ý rằng việc sử dụng các hệ thống này ở thời điểm hiện tại là phù hợp bởi trên thực tế, Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV hàng tuần và không phải lúc nào cũng nên đối phó với chúng bằng hệ thống phòng không. Các cơ sở nhiên liệu và năng lượng đã được trang bị hệ thống cố định để phát hiện và chống lại máy bay không người lái. Trên thực tế, phần lớn các cuộc tấn công bằng UAV xảy ra vào ban đêm khi mắt thường khó nhìn thấy vật thể bay trên bầu trời. Về đặc tính kỹ thuật của Stupor, ông Kustarev lưu ý rằng các tổ hợp Storm và Stealth được tích hợp vào hệ thống có khả năng phát hiện và nhắm mục tiêu ở khoảng cách hơn 5 km. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ Pass sẽ ngăn chặn các UAV ở khoảng cách đến 2 km. Phát biểu sau hội nghị ủng hộ Ukraine được tổ chức tại Paris, Pháp ngày 26 tháng 2, một số nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU cho biết đồng thuận với sáng kiến của Cộng hòa Séc về việc mua đạn dược từ một nước thứ ba để hỗ trợ thêm cho Ukraine. Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết đề xuất của nước này được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu hiện vẫn chưa hoàn thành được cam kết hỗ trợ 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine và nước này đang gặp khó khăn trong cuộc xung đột với Nga vì thiếu đạn dược. Tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine mới chỉ nhận được khoảng 300.000 quả đạn pháo từ EU. Ông Fiala cũng nhấn mạnh sáng kiến của Séc nhận được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia, và đây là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel cũng cho biết việc hỗ trợ Ukraine có thể thực hiện trong vài tuần nếu các đối tác ở Mỹ, Đức, Thụy Điển và các nước khác đảm bảo nguồn tài trợ phù hợp. Ông Pavel sau đó cho biết trong một cuộc họp báo rằng ông không lường trước được bất kỳ vấn đề nào trong việc huy động tiền mua đạn dược. Đầu tháng 2, Politico đưa tin Cộng hòa Séc quan tâm đến đạn dược từ các công ty vũ khí ở Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Nam Phi. Cộng hòa Séc cũng đã cung cấp vũ khí của riêng mình cho Ukraine, gồm xe tăng T-72A, 130 xe chiến đấu bộ binh và hàng chục ô tô. Quà tặng bao gồm 13 khẩu pháo tự hành và 12 bệ phóng tên lửa Vampir kèm theo đạn pháo. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cho biết Cộng hòa Séc còn tặng 128 súng cối kèm đạn và hàng chục nghìn vũ khí hạng nhẹ với hàng triệu viên đạn. Đồng thời, hiện nay Cộng hòa Séc bắt đầu mua khí đốt của Nga thông qua Slovakia với tốc độ theo cấp số nhân, trong khi người dân Séc tin rằng đất nước của họ hoàn toàn không phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga. Chính phủ Séc do đó tài trợ cho cả nền kinh tế Nga và quân đội Nga. Hiện có khoảng 15 quốc gia tuyên bố tham gia sáng kiến của Séc. Thủ tướng Hà Lan Mark Rut khẳng định nước này sẽ đóng góp cho kế hoạch của Séc số tiền hơn 100 triệu euro, khoảng 108 triệu đô la Mỹ. Ông Rut chia sẻ, tôi nghĩ rằng tình hình đang rất cấp bách, đặc biệt là trong thời gian ngắn, về đạn dược và phòng không cho Ukraine. Séc có sáng kiến tuyệt vời, đó là mua đạn dược và đạn pháo trên toàn thế giới cho Ukraine. Hà Lan đã quyết định ủng hộ và tuyên bố đóng góp hơn 100 triệu euro cho sáng kiến đó và hy vọng các nước khác sẽ nói theo. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đề xuất này của Séc phù hợp với chính sách trước đây của Liên minh châu Âu và tuyên bố rằng Paris sẽ tham gia, mặc dù trước đó Pháp tỏ ra khá thận trọng vì muốn ưu tiên phát triển ngành công nghiệp của châu Âu. Cũng có mặt tại Paris, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đảm bảo rằng các bộ trưởng quốc phòng EU sẽ trình bày một kế hoạch cụ thể trong 10 ngày tới nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ đạn dược cho Ukraine.